bay đến California và sau đó sẽ đến Las Vegas. Hành trình này sẽ như thế nào thì mời các bạn cùng đón xem nha. Đây là cái sân bay của CLC Tech. Mình đã tới Nevada rồi. Đi ngồi rồi. Bye bye. Chịu luôn, mấy chục dặm nó mới có được một cái chạm đèn chân như thế này và nó kết hợp với lại cây xanh luôn. Chắc đa số mọi người ai cũng biết, Las Vegas nằm ở tiểu bang Nevada và phần lớn ở đây là sa mạc và hoang mạc. Nên vì vậy cây xanh ở đây không nhiều, chủ yếu là những loại cây cỏ nè, cây xương rồng và một số loại cây khác có thể chịu được sự khô hạn nóng nực của vùng đất này. Trên đường đến Las Vegas thì Mon có ghé qua một cái địa điểm tham quan khá là thú vị, đó là Seven Magic Mountains, tạm dịch ra đó là 7 ngọn núi ma thuật, với những tảng đá vôi xếp đủ màu sắc xếp chồng lên nhau với độ cao khoảng 9 đến 10 mét, nổi bật cả một vùng sa mạc khô cằn nơi đây luôn. Đây cũng là địa điểm dừng chân check-in phổ biến và là điểm nhấn khá là thú vị lạ mắt giữa hoang mạc Nevada mà những du khách ai yêu thích sự khám phá, sự mới mẻ khó có thể bỏ lỡ địa điểm tham quan này. Mình cũng không ngoại lệ và khi đến với nơi đây thì mình chụp rất là nhiều những cái bức hình để mà mình sống ảo check-in luôn. Để mà cho ra đời được cái tác phẩm này thì người nghệ sĩ Thụy Điển đã phải trải qua rất là nhiều những công đoạn vất vả này, gian nan và phải mất đến 5 năm mới hoàn thành được cái tác phẩm độc đáo này. Thì các bạn nhìn những cái khối đá lớn nhìn rất là đơn giản luôn, nhưng mà họ đã chọn lọc rất là tỉ mỉ nè, xử lý rất là kỹ lưỡng nhằm đảm bảo được cái độ bền, độ chắc cũng như hạn chế được sự ăn mòn tối đa từ nhiệt độ nóng khô cằn nè, nước mưa, gió và bụi. Thì theo như mình tìm hiểu thì cái Seven Magic Mountain này thì có tổng cộng là 33 cái tảng đá vôi như vậy. Thì mỗi tảng đá có trọng lượng khoảng 10 đến 25 tấn. Khi mà đến tham quan du lịch Las Vegas thì Mon như được bước vào một cái thế giới thu nhỏ khác, bởi nơi đây có rất là nhiều kiến trúc độc đáo mang đậm dấu ấn riêng của từng địa phương, từng địa danh nổi tiếng trên thế giới. Ví dụ nha, như là hệ thống khách sạn. Có cái thì giống như là thời Ai Cập cổ xưa nè, khách sạn khác thì giống như hòn đảo nhiệt đới, có cái thì giống như là thành phố New York với tượng nữ thần tự do, thành phố Paris có cả tháp Eiffel và những cụm khách sạn liên hoàn được thiết kế mang đậm phong cách riêng với những biểu tượng là các kỳ quan trên thế giới. Được mệnh danh là khu vui chơi giải trí khét tiếng bậc nhất của thế giới, mỗi năm Las Vegas đón hàng triệu lượt du khách đến đây tham quan. Vegas là thành phố đông dân thứ nhất của tiểu bang Nevada và đông dân thứ 28 của nước Mỹ. Las Vegas nổi tiếng về các sòng bài và có nền công nghiệp kinh doanh sòng bài lớn thứ hai trên thế giới, chỉ đứng sau Macau của Hồng Kông. Và theo như mình tìm hiểu nha, thì ở Las Vegas có chừng hơn khoảng 40 khu casino và khách sạn, mà mỗi khu casino thì có khoảng hàng ngàn những cái máy kéo đánh bài. Ngoài ra, mọi người đến với Las Vegas không chỉ để đánh bạc mà ở đây còn có những thú vui tiêu tiền khó có thể kiềm chế được. Đó là những cửa hàng thời trang cao cấp nè, những mỹ phẩm cao cấp nè, ví dụ như là Gucci, Victoria Secret, Christian Dior, Barcelona và LV, và rất là nhiều những cái brand name khá là nổi tiếng và đắt tiền trên thế giới. Bây giờ là mình đã check in xong và mình đã có cái thẻ nhập phòng trong tay rồi, thì mình sẽ đi lên check in phòng. Khách sạn 5 sao là thang máy xịn sò. Mình ở lầu 32 và đây là tầng lầu của mình ở nè. Bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đi vào phòng của mình và mình sẽ review cái căn phòng của khách sạn Venetian nó như thế nào nha. Mình sẽ đi hướng này. Cái dãy hành lang thôi là cũng thấy nó cổ xưa rồi, mà cũng rất là sang trọng luôn. Mà mình là một người cực kỳ mê kiến trúc mà của châu Âu như vậy nè, cho nên là khi đến Las Vegas là mình phải bằng được để đặt cái phòng ở tại khách sạn này và ở thử một lần. Rồi các bạn chờ mình chút xíu nha. Mình đã tới phòng mình rồi và phòng của mình là 32231. Bật đèn lên. Khá là tối luôn. Wow, phòng đẹp khủng khiếp luôn. Mình sẽ bật đèn lên coi cho các bạn nha. Phòng ở ngay đây có một cái tivi nè. Xong rồi xuống dưới này sẽ có cái phòng khách, living room. Phòng của mình là 2 giường. Và đây là cái tủ quần áo nè, khá là xịn sò luôn. Mình sẽ quay cái phòng tắm cho mọi người xem nha. Ở đây có một cái bàn trang điểm nè. Wow, đẹp không tốt như là ở đây là cái chỗ mình đi vệ sinh riêng luôn. Này, mình sẽ mở đèn ra. Và đây là gương. Là sau đó sẽ có bồn tắm trong này, tắm nằm và bồn tắm đứng. Wow, rất là sáng luôn, nhìn rất là sang trọng luôn. Và đây là mình. Và có một chỗ nữa mà lại đây mình muốn khoe với các bạn. Chỗ này á, là mình cực kỳ thích luôn. Sau khi cả nhà mình tắm rửa xong rồi thì bây giờ sẽ đi ăn, đúng không? Đúng không chị gái? Ok. Ok. Và bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đến cái chỗ này là để đi ra ngoài, có thể nhìn hết toàn cảnh được cái khách sạn Venetian này luôn. Và mình đang đi trên cái cung đường ở trong khách sạn này, đẹp cực kỳ luôn. Và các bạn đi với mình nha. Và sau khi lạc lối vài lần ở trong cái khách sạn này thì mình đã tìm ra được cái đường mà để đi ra ngoài, nhìn hết cái khách sạn này ở bên ngoài nè. Buổi tối ở đây rất là đẹp luôn, lên đèn nó nhìn nó giống như là mấy cái lâu đài cổ vậy đó. À, bây giờ hiện tại là gần 12 giờ đêm rồi mà mọi người có thể nhìn thấy ở đây có rất là nhiều người còn đi lại nè, còn đi dạo vòng vòng và còn chơi casino ở trong nữa. Ở đây là nhìn từ dưới lên cái khách sạn của mình, Venetian. Hôm nay trăng sáng quá trời luôn. À, đây là cái đường để vào. Ở đây nghe được tiếng dê kêu luôn. Wow, quá trời đẹp luôn, hoành tráng quá, nhìn giống như mấy cái ngôi lâu đài cổ mà thời xưa bên châu Âu vậy á. Và đây là cái dòng sông mà ở đây á, nó kiến tạo lại thành cái dòng sông giống như bên Ý vậy á, dòng sông Venice. Quá trời đẹp luôn. Mình dẫn các bạn đi bộ vòng quanh ở khu Las Vegas này để xem buổi tối nó như thế nào nha. Đèn sắp hết rồi, phải qua cho nhanh vào. Đó, các bạn coi này, 12 giờ đêm mà xe cỡ này. Qua đường. Giờ này còn khá là nhiều người đi dạo quanh nè. Đúng là có cái tên là thiên đường ăn chơi mua sắm không ngủ. Ở đây có cái trạm xe bus nè. Không biết là xe này sẽ đi đâu, về đâu. Đó, và mình đang đi trên cái đại lộ Las Vegas. Hình như ở đây là gọi là con đường Strip hay sao á. Thì ở đây có một cái thác nước nhân tạo, mà như thác nước này nó cố gắng nó lạnh, nó chổng á. Cho nên là mình đi ngang qua đây á, nó mát, giống như nó lạnh nó phà vào người vậy á. Bởi vì cái Las Vegas mà cờ sáng nhà mình đi nóng mà nó hầm khủng khiếp, chịu không nổi. Trừ khi các bạn đi vào trong nhà hoặc là đi ngang qua cái thác nước này là nó mát lắm. Mà mát. Và các bạn qua Tây bên là một dãy. Và mình đang tiếp tục đi trên cái con đường này để xem coi còn cái gì hay ho và thú vị không, quay lại và chia sẻ cho mọi người nha. Ở phía đường bên kia hình như người ta đi bộ nó nhộn hơn là ở bên này. Mà để mình kiếm cái đèn để mình băng qua đường. Không, ở bên này nó không có đèn đốm gì như ở bên kia. Và đi cũng lê que một vài ngồi, mà bên kia hả, một rùm người luôn. Ở đây lên đèn quá trời đẹp. Ôi, McDonald's mà nó bự vậy đó. Trời, lâu lắm rồi mới có cái cảm giác mà đi lang thang, mà đi chơi khuya vậy, giống như ở Việt Nam, giống như là đi mấy cái hội chợ hay là chợ đêm Việt Nam vậy. Thì cái cảm giác mình đi ở đây không khác gì là đang đi chợ đêm Việt Nam luôn. nít thẳng thú ghê chưa. Ở đây xe chạy rất là nhanh luôn nha, mặc dù là đường ở trong thành phố mà chạy với tốc độ khá là cao á. Không biết ở bên kia bán gì, hay là để mình qua đường đi. Chờ đèn để đi qua đường. Xe đây chạy nhanh đó, cho nên là không có băng qua ẩu được đâu. Đúng là không hổ danh là thiên đường ăn chơi không ngủ luôn. Mình đi chơi vậy thấy đông người mà các bạn thấy ở Mỹ nó cũng tiêm vaccine rồi nên là nhiều người họ không có đeo khẩu trang, nhưng mà mình đi chơi mình vẫn an toàn về sức khỏe vẫn đeo khẩu trang, tại vì mình đi ngang qua những người này mình không biết ai bệnh ai không. Giờ đi chơi giữ sức khỏe là trên hết. Ở đây có bán cái gì nè, cái đá bào ấy mà các bạn thấy không, cái lớn nhất là 45 đồng, cái medium là 22, cái nhỏ hơn cái medium là 19, còn cái nhỏ nữa thì mình không thấy giá. Đó, các bạn thấy nè, no mask no service. Nhiều người đến Las Vegas á, hay gọi đồ thức uống như vậy nè. Nhộn nhịp quá trời luôn. Ở đây còn có xe bus 2 tầng. Nãy giờ đi bộ cũng khá là lâu rồi luôn á. Đèn nó cứ chớp tắt sập sình. Ở đây là khách sạn Linh. Mấy anh sáu múi đâu muốn chụp hình mấy ảnh đó là phải trả một số tiền 5 đồng 10 đồng gì đó, bởi vì chai sáu múi nó mà lem lắm. Trời ơi, con đường này quá nhộn luôn, nhạc đánh bùm 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 như quán bar quán búp vậy. Ồ, ở đây nó có đánh DJ hay sao? Ồ, bán không phải vẽ tranh mà mở nhạc kiểu vậy nè, vẽ tranh nghệ thuật. Cái mùi nước sơn đó, nó hôi lắm, cho nên là họ ra đây cái mặt nạ. Mình đi chỗ khác nha. bạn có thấy cái vòng xoay kìa, một cái vé để đi lên cái vòng xoay đó cho nửa tiếng đồng hồ ngắm bao quát cái Las Vegas luôn, là hình như là 25 đồng. Ồ, cái tiệm này dễ thương quá ha. Ở đây là có tiệm bán kẹo nè, I love sugar, mà nó bày trí kìa, trời ơi hấp dẫn không. Ở đây giống như là cái con đường nhỏ đi vào sâu hơn một chút, giống như là trong đây có cái hội chợ nhỏ vậy đó. Mấy cái tiệm nè, đánh nhạc lên ầm 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 luôn. Có một cái nhược điểm là mình không thích khi mà mình đi bộ về đêm ở Las Vegas như thế này á, là cái bầu không khí nó không hề trong lành và dễ chịu chút nào hết, là bởi vì có rất là nhiều người họ hút cần á, mà cái mùi cần của nó mình không biết đối với người khác thấy như thế nào, nhưng mà mình cảm thấy nó rất là hôi á, là chịu khó thở kinh khủng luôn. Thì mình biết ở đây á, là cái con đường ăn chơi mà họ có quyền, ở bên này họ cũng có quyền hút những cái thứ đó, cho nên là mình không nói được gì hết, nhưng mà mình cảm thấy nó khó chịu khi mà cái thành phố đẹp như vậy mà phải hít những cái mùi cần đó. Mặc dù là đã đeo khẩu trang rồi nha, nhưng mà mùi nó rất là nồng nặc, và khi mà mình đi bộ mà con đường nào cũng nghe luôn, hầu như là mình còn cảm thấy là người ta cầm cái điếu cần lên họ hút luôn á, nó rất là hôi luôn. Và mà mình đi bộ một cái con đường dài ở Las Vegas này mà nghe cái mùi đó thật sự rất là nhức đầu chịu không nổi. Ở đây là còn có những cái người vô gia cư nè, có nhiều người xỉn á, họ uống xỉn rồi nha, xong rồi họ đi lạng tràn họ được mình luôn á, ở đây vui được cái vui vậy á. Mặc dù là thành phố du lịch nổi tiếng ở Mỹ ha, nhưng mà vẫn có những cái thành phần là người vô gia cư đó. Hồi nãy là mình ở bên dưới mình quay lên, và bây giờ mình ở bên trên mình quay xuống. Và cái khung cảnh ở bên trên là nó sẽ như thế này, khá là đẹp và cổ kính luôn. Mình đang ở khu vực casino của khách sạn Venetian, và đây là cái bàn chơi game nè, và đây là những cái máy đánh bạc. Thì ở cái Venetian này á, thì có tổng cộng là 115 cái bàn chơi game, là cái bàn giống hồi nãy á, và có khoảng 1140 những cái slot máy chơi game như vậy nè. và có tổng cộng là 9 phòng VIP room để mình vào đó mình chơi, có thể là chơi cá cược lớn luôn á, là VIP. Và cái tổng diện tích của cái casino này là 125.000 square feet, quá trời rộng lớn luôn. Chỗ này để mà mình đi về lại phòng khách sạn của mình. Đó, các bạn thấy không, xung quanh nè quá trời các slot máy chơi game luôn. Mình thì trên 21 tuổi rồi, là đủ tuổi chơi game rồi, nhưng mà mình không có thích đánh bài và cũng không biết đánh bài nó như thế nào luôn. Mình thấy nhìn người ta chơi mà cũng chả hiểu người ta chơi gì, cũng không phải là con ngoan trò giỏi đâu, mà tại vì mình không thích thôi. Ở đây giống như là lạc vô một cái thế giới khác, thế giới của những con bài, con bạc. Rồi giờ tìm đường ra biết ra đâu luôn, chóng mặt luôn. Quá trời lớn luôn. Bởi vì hôm qua á, mình đi hôm đó cũng 11, 12 giờ đêm mà, cho nên là cái mall nó đóng cửa mà không có quay được. Sáng sớm hôm nay á, mình sẽ đi tới cái mall này và quay cho mọi người xem. Wow, các bạn coi cái bầu trời nè, rồi bởi vì còn sáng sớm á, cho nên là họ chưa có mở cửa nhiều nè. Ở đây có mấy cái thuyền để mình đi. Rồi làm giống như tưởng tượng như đang ở bên Ý thật luôn á. Khi mà mình đến với cái khách sạn này á, thì mình kiểu giống như là mình hoang mang luôn, tại vì nó rất là to và rất là đẹp hoành tráng luôn. Hồi nãy á, mình cứ nghĩ là đóng cửa rồi thấy hiu hắt lắm, mà bây giờ nè bắt đầu mở cửa dần dần rồi. Các bạn nghe cái nguồn còn sập sình luôn. Các quán ăn này chuẩn bị mở nè, rồi mấy cái shop mua quần áo rồi này kia cũng chuẩn bị mở luôn. Rồi nó nhận gì không khác gì là cái buổi đêm mà mình quay vậy đó. Thật sự là Las Vegas đó cực kỳ đầu tư cho những người đến đây họ chơi bài. Và không những chơi bài nha, họ còn có thể đi shopping nè, họ có thể tiêu tiền ở trong đây rất là nhiều. Nè các bạn nhìn cái quang cảnh của nó là mình đã thấy ham rồi á. Cho nên là nhiều người đến Las Vegas á, là họ sẽ gọi là đốt tiền, ăn chơi nè. Thử hỏi làm những cái decor như vậy này trong mấy cái casino hoặc là mấy cái khách sạn đó, thì ai đến đây họ đều mang cái tâm lý á, là họ sẽ tiêu tiền chứ không phải là tiết kiệm tiền. Sáng sớm này chị muốn đi làm vòng vòng ở trong đây tham quan nó như thế nào. Cái cửa hàng này nó dễ thương ha, nhìn thấy cổ ghê á. Mình cực kỳ thích cái cổng như vậy luôn. người mê cái trần nhà ở trong cái khu vực khách sạn này luôn. Và ngoài ra là ở đây họ có cái tấm bảng chụp để mình đến đây mình check in, mình chụp Las Vegas rồi. Thì cái tấm bảng chính á, nó nằm ở ngoài bên kia, nhưng mà mình hôm nay không biết là có thời gian để đến đó không. Ngay tại đây sẽ có cái tấm bảng như vậy. Ở bên đây mình thấy có cái móc khóa dễ thương đó. Rồi chắc mua móc khóa đi, cái này ba cái 11 đồng. À, mình thích cái này lắm nè. Cái máy mình sẽ lấy một cái này. Và mình đã chọn được ba cái. Cái này và cái này. Xong rồi cái này dễ thương ha, mua về làm kỷ niệm. Mình đã mua được ba cái, ba cái này mình về mình làm kỷ niệm cái chuyến đi này. Và bây giờ mình qua chuẩn bị tính tiền, sau đó mình đi ra ngoài dạo một vòng chút xíu. Các bạn đợi xíu nha. Ồ, ở đây có mấy cái kiểu mấy cái này giống như là chơi bài á, cái khôn chơi bài ở ngoài, mấy cái bàn chơi bài nè. Có xí ngầu ở đây, khôn này ra nhìn cũng chả hiểu cái này là gì luôn á. Khôn này á là trị giá 50 đồng nè, còn cái này là trị giá 100 đồng, còn cái này là 5 đồng. Khôn màu đỏ là 5 đồng, cái này 1 đồng. Dễ thương. Yeah, hi, how are you? Good, and you? You find everything okay? Yeah, thank you. Giờ mình sẽ đi dạo một vòng ở ngoài nha. Ở đây là cái điểm đổi vé nè, đổi mấy cái thẻ để mình đi vô trong đó mình chơi cái casino. Ở đây có bạn mấy cái bàn để chơi game VIP hay sao. Wow, buổi sáng nó đẹp ghê hồn luôn.